Xin chào cả nhà nhé, em giới thiệu cả nhà con máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông này. Cái mẫu này thì nói thật với các bác đúng cái tiêu chí của người Việt mình luôn, ngon, bổ, rẻ, lành, bền, đẹp. Đấy, VIP. Tính năng của con này rất là hay. Bản chất nó là một cái máy đắt tiền các bạn, nhưng mà theo thời gian năm nay lọc khí nó rẻ thôi. Thì còn năm ngoái các bác mua đấy, các bác biết toàn trên 4 triệu con này, năm nay thì nó 2,3 triệu. Cho nên là các bác đừng nghĩ nó rẻ mà tính năng nó là không hay nhé. Con này nó là máy VIP đắt tiền các bạn. Đấy, cho nên là khi mà các bác dùng con này với giá 2,3 triệu thì em dám đảm bảo luôn, nó có thể ngang hàng với những con máy các bác dùng 7-8 triệu luôn, hoặc thậm chí 10 triệu. 10 triệu thì nó chỉ mang cái tính chất là máy mới thôi các bạn. Chứ còn nói về công nghệ nhé, em nói thật luôn, con này thì các con khác không có cửa soi nó đâu. Con này siêu lành bền, gọi đúng tiêu chí ngon, bổ, rẻ, lành bền, đẹp. Với cái công nghệ của con lọc tĩnh điện này thì của Daikin các bác nhé, thì chỉ có 4 dòng thôi. Những cái đồng hồ tròn này, đồng hồ vuông này, mặt nguyệt và Daikin hộp. Đấy, như đồng hồ tròn giờ nó lâu rồi thì không bán nữa rồi, nhưng giờ đồng hồ vuông. Đây, hai con lọc tĩnh điện này các bạn. Những cái máy đắt tiền bây giờ không bao có luôn nhé. Đấy. Đây là chính là hai cái sản xuất đắt tiền nhất, giá trị nhất của con Daikin này. Đây, con này rất là mới các bác nhé, đẹp luôn. Đấy. Chứ là nhiều bác chưa có kinh nghiệm mua lọc khí thì em tư vấn thật. Còn khi mà bán cho các bác thì nói thẳng ra là máy nào mình bán mình cũng có lãi. Đấy, nhưng mà tư vấn làm sao cho các bác để bỏ ra một cái số tiền nó nhỏ nhưng mà mang lại cái hiệu quả nó tốt cho các bác. Nhiều bác thì cứ ham cái năm sản xuất to. Năm sản xuất to thực ra nó chỉ giải quyết vấn đề tâm lý cho các bác thôi. Năm sản xuất mới, nếu mà là dòng VIP như thế này thì em không nói làm gì. Nhưng năm sản xuất mới, ví dụ là các bác lại phải mua phải những con máy cỏ. Đấy, cỏ là dòng bình dân ấy. Trong một cái model sản xuất của nó thì nó có một cái năm sản xuất nó có nhiều model. Ví dụ như các bác mua một con xe máy đấy, SH, Way, Jim các kiểu, thì đây là con SH này các bác này. Còn nhiều bác mua cũng phải những cái con máy cỏ năm có thể là 17, 18 nhưng mà nó là máy bình dân thôi. Thì lọc không hay bằng cái này đâu các bác nhé. Đấy. Con này nó 75W, mình dùng được trong phòng lớn, phòng nhỏ đều ok hết. Tất cả các phòng có dùng đều được. Khi chạy eco này các bác yên tâm nhé, điện nó chỉ 15-20W thôi, nhưng không bao lo về điện. Nó có ưu điểm là máy to này các bác lọc nó rất là nhanh. Đấy. Khỏe, bù ẩm khỏe. Đấy. Con này bán 2,3 triệu nhé, bảo hành 1 năm, tất cả các tính năng đều chạy ok con này hết nhé. Năm sản xuất 2014 này các bác. Đấy. 9058 series máy TCK70. Bọn này nó chả khác gì những cái con Daikin hộp mới bây giờ đâu ạ. Cực hay luôn, bình nước ẩm các bạn nhé, mà tạo ẩm rất là đẹp này. Đấy là một cái lời khuyên chân thành, em nói thật luôn. Còn bác nào bảo là tôi không quan trọng về tiền, tôi chỉ mua những con máy đời mới nhất, đẹp nhất, thì em không nói. Nhưng mà còn nói thật ra là anh em mình, những người mà chơi đồ bãi, các bạn lại chơi đồ bãi các bạn đúng không, thì không phải là kinh tế nó ai cũng dư giả. Cũng rất là nhiều bác kinh tế dư giả chơi đồ bãi vì là đam mê, nhưng mà đa số các bác thì là cũng là hạn hẹp về kinh tế, nhưng mà yêu thích cái đồ Nhật, yêu thích cái công nghệ của Nhật, sự bền bỉ, hiệu quả của nó. Cho nên là khi bán thì em thường là tư vấn cho các bác làm sao những cái máy nó vừa tầm tiền nhất cho các bác. Kể cả máy rửa bát này các bác mua nhé, thì không phải là lúc nào em cũng mời các bác mua những con đắt tiền này làm gì đâu. Nói thật luôn, các bác nào kinh tế vừa phải các bác cứ mua máy rẻ này cho em, lành bền, dễ sửa chữa, tính năng y hệt đắt tiền luôn, không có khác cái gì cả. Đắt tiền này nó chỉ giải quyết về vấn đề là đời mới, năm sản xuất mới, mẫu mã. Còn nữa, con nói thật với các bác nhé, tất cả cái đồ này nổi đồng cối đá siêu bền luôn, tính năng y hệt. Đấy, nói sơ qua là như vậy. Cái con này là em bán 2,3 triệu, bảo hành 1 năm thôi nhé, đối với nắp điện 220V rồi này, mã số 3.